Dạ, mời anh chị. Ở ngoài với ở trong khác nhau không em? Dạ cũng giống, không khác. Cũng giống không khác, còn bên đây sao? Dạ, sai rồi. Sai rồi. Sai rồi, giờ nhận ra chưa? Dạ nhận ra, câu áo xanh. Đúng rồi. Rồi, cái gì nè? Rồi. Đây, có món quà nhỏ tặng cho em. Dạ, dạ. Cảm ơn em. Em có thể... coi đi coi. Dạ, mỹ phẩm. Người ta nói ông bà mình có nói là phụ nữ không có xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Cảm nhận đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra thì anh cảm thấy như thế nào? Dạ thì cũng hơi bất ngờ, có thể là cũng tốt ạ. Còn em gái thì sao? Dạ cũng có chút dễ mến. Bây giờ chị Tường sẽ tạo điều kiện thêm cho hai anh chị có cơ hội trò chuyện và tiếp xúc với nhau ha, để mình có thể từ từ mình tìm hiểu mình hiểu nhau được nhiều hơn. Rồi chúng ta sẽ đến với phần ẩm thực tại nhà hàng My Model, xin mời. Các Tường xin mời hai anh chị nha. Chúng ta sẽ thưởng thức cái món đây là bánh bắp Mexico nướng với heo xông khói và phô mai. Thì bánh bắp nó rất là giòn, giòn rụm luôn, mà nó nướng cùng với thịt heo xông khói, nó mặn mặn hòa quyện với cái vị béo béo của phô mai, ăn vô là ghiền luôn. Em chúc anh chị một buổi ăn thật là ngon miệng tại nhà hàng My Model, và vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa Tường sẽ quay lại. Tự nhiên nha em gái. Anh đi cưng. Tự nhiên. Dạ em mời anh. Giác thấy cũng dễ mến, cũng dễ gần gũi. Ở nhà là anh đi chợ nấu ăn cho mẹ anh với con anh luôn. Mẹ anh có phụ gì cho anh không? Thì ở nhà thì mẹ có thể là những lúc anh đi làm thì mẹ nhà hiểu cháu. Dạ. Thì nói chung thì bà cũng lớn tuổi rồi, hơn 80 rồi. Mẹ cũng nhưng mà cũng còn khỏe. Mẹ của bé có thường xuyên qua thăm không? Cái đó thì thỉnh thoảng. Dạ. Nói em được. Trong cuộc sống á, cái gì để mà duy trì cho cái cuộc tình mà nó cái đời sống hôn nhân nó lâu dài? Biết chia sẻ lẫn nhau và biết quan tâm. Chẳng hạn như ví dụ công việc của anh, có nhiều khi là cũng đi làm nhiều chẳng hạn, thì những cái lúc như vậy em có cảm thấy buồn hay thế nào không? Nhưng mà cũng phải dành một chút thời gian cho gia đình. Thì anh cũng nghĩ vậy. Em thấy món ăn là thế nào? Dạ ngon. Ngon chứ. Dạ. Anh phải ăn những món này nhiều vô tận cho mặt. Anh hơi bị ốm. Có nhiều khi đi làm nhiều đó, giống như là cái bộ môn này nó vận động nhiều đó. Dạ. Nếu mà sau này có dịp thì anh sẽ có thể là tập hướng dẫn cho em những có những bước đi tốt cho sức khỏe đó. Dạ, cảm ơn anh. Nếu vậy thì những cái lúc mà dịp cuối tuần thì anh thường đi công đi giải trí cái gì? Dạ thỉnh thoảng mấy chị làm chung có rủ đi cà phê, em cũng vẫn có đi. Nếu có dịp tâm thì mời cà phê. Dạ. Em phải vô cứu anh chị này mới được. Nãy giờ nghe cũng không nói chuyện gì được với nhau nhiều. Cặp đôi này là nếu mà muốn là phải dành nhiều thời gian bên nhau hơn nữa. Chứ ở cái tuổi này của mình mà để tìm một người mà nói giống như tình yêu như tuổi trẻ mà nhanh thì nó hơi khó. Mình cần cái người đồng điệu, tri kỷ, có thể chia sẻ được với nhau. Rồi từ từ tình yêu rồi cái sự đầm thắm nhẹ nhàng nó mới đến. Nãy anh nói em nghe, ngoài anh nói là khi Vũ khỏe lắm, giờ là anh khỏe lắm phải không? Dạ, con nói chung là không có bệnh gì hết à. Không có bệnh gì hết. Thì biết đâu, nó cũng giống như mình tập yoga vậy đó. Thì bây giờ có một bộ môn nghệ thuật mà mình còn có cái thư giãn, giải trí, có âm nhạc nữa. Nên theo học thử khóa của anh coi sao. Dạ. Biết đâu mình có cái đam mê luôn, và cái tuổi này mình có những cái giây phút mà vợ chồng mình cuối tuần mình cũng thư giãn cũng hay. Chị thấy cũng hay á. Hôm nay mình có đi có gia đình đi theo ủng hộ không? Có gì em đi theo ủng hộ. Gì ruột hả? Dạ gì bà con. Rồi hôm nay mình rồi có ai dạ, đi theo con có gái theo. Có bé gái đi theo hả? Rồi dạ giờ mời gì với mời con gái vô trong này mình trò chuyện chút nha. Chào. Dạ chào gì? Dạ chào gì? Dạ xinh đẹp và dẫn chương trình duyên dáng quá. Dạ, cảm ơn rất gì? Là thích cái dẫn chương trình hẹn hò. À, hôm nay thì nhận xét về anh này như thế nào ạ? Thấy em cũng hiền. Hai đứa thì cũng thấy cho nhau cơ hội đi. Dạ. Để mà tìm hiểu cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Còn lập gia đình nữa. Dạ.
Nhưng mà dì có thấy về cái hoàn cảnh của ảnh đó, có mà con nhỏ có mẹ như vậy thì dì có ái ngại gì cho cháu của mình không, hay dì thấy đó là cái điều bình thường? Cũng có cái ái ngại, thì nó cũng khó khăn là bước đầu thì về nó phải gánh vác thêm là phải dạy dỗ với con cháu của đúng ảnh rồi. Nếu mà nó hòa nhập được thì càng tốt. Dạ. Đó. Thật ra con nít mà thương nó thôi. Đúng rồi. Dạ chứ thời buổi giờ cũng đâu có mẹ ghẻ con chồng như đó đúng không vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Mình thương con nít mình thường mình thấy mình cũng thương người nữa. Người dân mà thấy con thương chứ nói chi là cái người của mình thương, mình yêu thương. Tùy con muốn quyết định thì con cho nhau cơ hội. Dạ. Dạ. À, còn con gái. Sao con? Qua đây. Con mấy tuổi? Con 9 tuổi. Qua đây với cô Tường. Con tên gì? Con tên Kim Châu. Em tên Kim Châu. Rồi giờ con chào gì đi? Con chào gì? Con chào gì? Con thích gì không? Thí dụ như giờ mai mốt về ở chung nhà với con luôn mà chơi với con chịu không? Thích chịu. Thì con có quậy phá không? Có nghe lời gì không? Có. Rồi hàng ngày là ba đưa đón con đi học. Dạ. Con có hay nhớ mẹ không? Có lúc. Có lúc hả? Dụ giờ con đang ở nhà với bà nội nè. Ba đi làm mà con ở nhà mình với bà nội đúng không? Vậy bây giờ thí dụ có thêm một gì nữa vô ở chung với con luôn, con chịu không? Chắc không? Vậy giờ con tới con nắm tay dì, con nói dì ơi, mai mốt dì ở chung với con nghe thử coi. Mai mốt dì ở chung với con nha. Dì ở chung với con nha. Cảm ơn con. Trời ơi, bé thương quá. Được hiền quá. Thật ra con nít nó hùng nhưng ngây thơ giống như. Tại sao mà chị kêu bé nói chuyện với em? Để mình cũng cảm nhận được, mình thấy con nít đâu biết gì đâu đúng không gì? Những cái đứa bé mà nó đã thiếu thốn tình cảm của một người cha hoặc một người mẹ thì cơ bản là nó đã thiệt thòi rồi. Nếu mà chị yêu thương ảnh thì đương nhiên chị sẽ yêu thương con ảnh. Đừng có mặc, đừng có ngại vấn đề ai nói ra nói vào, mẹ ghẻ con chồng có chuyện đó xa xưa rồi nha. Mà cơ bản nó là như vậy, thấy quá giờ dễ thương luôn. Con có theo ba tới chỗ ba dạy khiêu vũ không? Có. Con thích khiêu vũ không? Ba có dạy cho con chưa? Ba dạy cho con chút chút. Còn giờ con lên trên biết điều gì con lên con nhảy cái cho cô Tường coi. Lên trên này nè. Rồi giờ con biết điều biết cái gì con nhảy thử cô Tường coi ba dạy cái gì trên này. Nhảy cho cô coi ha, mà cô thấy đẹp nó thấy ngon lành là mấy mốt cô về làm bạn với con á. Điều này điều gì vậy ba? Điều đó không. Điều biết bóp. Biết không? Cô Tường không biết điều đó. Cô Tường biết nhảy cha cha cha. Cô Tường biết bóp còn giỏi hơn cô rồi đó. Vô đây. Mốt mình làm bạn nhau mình đi kêu vũ chung được không? Rồi, cô Tường chúc con là học giỏi nè, thông minh nè, nghe lời bà nè. Rồi hy vọng sau này con sẽ có được một người mẹ tuyệt vời ở với con nha. Rồi, cảm ơn con gái. Dạ, con cảm ơn dì. Dạ, con cũng hy vọng ngày hôm nay con kết đôi được cho cặp đôi này. Rồi, cảm ơn con gái. Xuống dưới ngồi đợi ba nha con. Trời ơi, bé thì cưng ghê. Rồi, Tường cũng cho thêm anh chị những cơ hội để mình có thể hiểu nhau được nhiều hơn. Mỗi người đọc lên cái yêu cầu của chương trình gửi cho mình đi ạ, xem nó là như thế nào. Anh đọc trước đi anh. Bạn trai hãy nắm tay và nói lời hứa hẹn chăm sóc bạn gái. Ồ, đây là cái yêu cầu của chương trình, nhưng thật ra em nghĩ anh cũng nên làm luôn. Bước qua đây ạ, chứ không cần phải yêu cầu gì hết trơn á. Thì hôm nay đến chương trình thì anh cũng là một cái duyên. Thì nếu mà mình đến được với nhau thì anh sẽ có thể là chăm sóc cho em. Cuối con đường. Đưa em qua những con đường tình yêu. Rất là tình cảm ha. Rồi mời em gái đọc cái yêu cầu của mình thôi. Bạn trai hãy hướng dẫn bạn gái một vài động tác khiêu vũ đơn giản. Rồi đó giờ biết khiêu vũ không? Dạ không. Rồi mời anh bây giờ lên tới phía trên đó. Rồi. Trong khiêu vũ thì điệu rumba là dễ đi nhất. À em tưởng xì lô dễ nhất chứ. Xì lô đi qua đi lại. Rồi rumba mời anh. Rồi em bước chân phải lên một bước. Rồi. Anh ngồi trên trái đi. Tiến lên ba bước. Rồi ngồi trái ba bước. Rồi bước ngang. Rồi tiến lên ba bước. Có thể thư giãn thả lỏng chút nè. Bắt đầu mình đừng nhìn xuống chân nữa, là mình nghe ảnh thôi. Nhìn mặt ảnh đi. Ảnh nói cho mình bước theo. Đúng rồi. Rồi. Cơ bản đầu tiên trong bộ môn khiêu vũ. Cổ học mấy buổi thì cổ mới nhảy được nhuần nhuyễn cái điệu này anh?
Dạ, khoảng 1 tháng. Một tháng. Học phí bao nhiêu thầy? Nếu mà người ngoài á thì 500 một tháng. Dạ. Còn nếu mà người nhà thì không. Còn nếu mà người nhà thì không. Người nhà anh phải đóng phí lại. Dạ. Rồi đưa nhiều của về chỗ đi anh ơi. Dễ thương quá. Là một mình anh dạy hay là có nhiều thầy cùng dạy chung hay là chỉ một lớp một thầy? Dạ có một mình thôi. Một cái buổi học mà đông nhất thì là mấy học viên mà ít nhất hơn 10 người. Ít nhất thì phải 4 người. Dạ, và một ngày mình dạy mấy ca? Dạ hiện tại buổi sáng là 2 ca, buổi chiều 1 ca. Vậy là một ngày cũng được 3 ca. Thì nói chung là chị thấy kinh tế nó cũng là ổn định đó. Tính sơ sơ thôi là người nào một lớp dạy là 5 triệu, từng ba một tháng 3 lớp phải có 15 triệu rồi. Mà ngày nào cũng dạy hay là chỉ 2-6 hoặc 3-5-7? Dạ 2-6 3-5-7. À, vậy là nhiều nữa. Hồi nãy mình mới tính là tháng có 3 lớp à, nhưng thật ra là 2, 4, 6, 3, 5, 7, sáng 3 lớp à, ngày sáng 2 lớp, chiều lớp, vậy là một tháng có thể dạy được 6 lớp. Dạ, khá nhất. Ừ, lần tháng 30 triệu rồi, tôi tính dốt dốt cũng ngon lành được à. Em có mong muốn có con không? Dạ, cũng có. Đó, mình có con riêng nữa thì là mình phải có cái kinh tế ổn định. Lương em cũng ổn định, anh này chị nghĩ cũng ok. Nhưng mà nếu mình tích góp được một chút và cho tương lai con cái đi sau này mình hưu đó, thì chị nghĩ là có thêm một cái kinh doanh gì đó, nó tại nhà, cái gì đó nó thêm lợi nhuận một chút nữa thì nó ổn định hơn cho mình ha. Nhưng chị thấy cơ bản là vấn đề là mình tìm được người hợp ý hiểu với mình thì đó mới là quan trọng nha. Rồi, thật ra thời gian thì không có nhiều để mình chia sẻ hết đâu. Thế thì anh chị còn lời nào muốn dành cho nhau nữa không ạ? Mỗi người nói một câu thôi. Cảm xúc của anh hiện tại anh cảm thấy như thế nào? Trong lòng thì cũng vui. Chỉ là mong muốn của anh thì giống như là đến đến đây thì cũng chưa có tìm hiểu nhau được nhiều. Thì có thể là sau này gặp nhau nhiều hơn thì sẽ biết ra để mà tìm hiểu nhau. Nếu tốt, nếu mà tốt đẹp thì có thể là đi trên một con đường lâu dài. Suy nghĩ của em như thế nào? Suy nghĩ của em cảm nhận cảm xúc của mình mà em mong rằng anh biết quan tâm cho gia đình hơn, tránh nhà lần trước. Chị nghĩ đó cũng là bài học xương máu của anh rồi. Từ này quá nửa có tuổi đời rồi, phải kỹ thật kỹ và phải rút kinh nghiệm chứ không thể nào gian dở một lần. Mời anh chị đặt tay vào nút bấm ạ. Dạ, sau 3 tiếng đếm của Tường, nếu như mà anh chị muốn cho nhau cơ hội thì mình bấm mạnh vào cái nút giùm em. Nếu mình cảm thấy là đối tượng không phù hợp thì mình có quyền lấy tay ra. Đây là quyền của anh chị nha. Mình phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình. Hãy sống đúng với cảm xúc của mình. Nhắm mắt lại đi ạ. Và suy nghĩ lại, lắng động lại một chút xíu về những gì đã xảy ra từ nãy đến giờ, những cái gì mình đã chia sẻ cho nhau nha. Một. Hai. Ba. Dạ, cảm ơn anh chị ạ. Mời mình qua bên đây đứng ạ. Chị của mình luôn nha. Em tên Huỳnh Thanh Già, sinh năm 1996. Em đang làm công ty Mai. Quê của mình ở đâu? Cà Mau. Công ty Mai là em làm cụ thể ở cái bộ phận nào? Em ở Nói to to lên giúp chị, chị không có nghe rõ. Sao nó bị vang quá. Chị nghe nó bị vang quá, không biết bên kia. Rồi, Trà nói một xíu về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Trà. Dạ, em biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Tiếp đi em. Có, em cũng có nhậu hút thuốc. Chị thấy tay rồi cũng xăm dữ lại, thích xăm hay như thế nào? Dạ em xăm mà lúc còn nhỏ. Hả? Nhỏ bao nhiêu tuổi? Xăm mà lúc 16, 17 tuổi. Mà lúc đó sao lại đi xăm? Dạ ham chơi. Gì ham chơi rồi bạn bè rủ hả? Dạ. Đâu xăm tay giơ lên chị coi thử coi. Xăm hình gì vậy? Mà xăm cũng tùm lum hết chứ. Vậy hả? Rồi ok, bây giờ Trà nói một xíu về những cái tình trường của mình đi. Em đó giờ có một mối tình à mà... Rồi vậy em chia sẻ về mối tình đó đi. Cũng bình thường, không biết chia sẻ sao nữa. Tại lâu quá rồi, lúc em mới 17 tuổi rồi. Rồi lý do quen bao lâu sao lại chia tay?
Dạ đó, người còn nhỏ thích vậy. Anh ơi, anh cứ bạn là bạn cứ tự chủ động chia sẻ tiếp ha. Ví dụ một cái mối tình đó rồi chia tay rồi do vì một cái lý do đỉnh điểm nào, rồi sau mối tình đó bạn có bao giờ có con mọi người. Dạ, tình đó thì em cũng có quen người rồi, cũng có đám cưới, ở được hai đứa ở được 3 năm thì em thì muốn về quê ở nhà với cha mẹ, còn vợ thì muốn ở trên Sài Gòn là đi làm nè, rồi hai đứa chia tay. Là bạn đã từng kết hôn rồi đúng không? Rồi kết hôn được bao nhiêu lâu? 3 năm. Có bé nào Chưa. không? Rồi, bạn kể cho mình nghe rõ hơn về mối tình đó. Cái mối tình đó rồi lý do để điểm chia tay. Dạ, xưa đi làm chung á. Tiếp đi bạn, mình cứ kể cái câu chuyện của bạn Em cũng không biết kể. đi. Ý là mối tình của mình mà sao mọi người biết được quen quấy ra sao, rồi lý do sao chia tay. Thì Ừ. chung ở Đà Nẵng, em chiều quê ở nhà với cha mẹ để nuôi tôm á, vợ thì cứ thích đi làm ở đây, mẹ cứ kêu về quê rồi nó không chịu về, hai đứa chia tay cũng đơn giản. Là bạn lúc đó là bạn quê bạn ở đâu? Dạ, Cà Mau. Vợ của bạn là ở Đà Nẵng đúng không? Rồi nói chung là vấn đề là sao cái tiếng nó khó chịu quá. Ý vợ của bạn là đòi là cho nên vì vấn đề về khoảng cách này nọ nên là cái tay chứ ngoài ra là không vấn đề gì hết. Ủa nhưng mà không thể hơn nữa hả bạn hay sao? Sao chị? Không thuyết phục được hơn nữa hả hay sao? Dạ không, chắc kiểu như vợ không thích làm dâu á. Rồi. Hiện tại là bạn đã độc thân được bao lâu rồi? Mấy năm? 4 năm. Rồi bây giờ có một bạn gái muốn cái gì bạn tao biết tôi. Sáu mét bảy gì đó. Nhưng mà bạn cao mét bao nhiêu trà? Một mét mấy? 1m75. À, mét 75 cao ha. Rồi. Cô ấy ở đâu thì của bạn nào? Cầu nữa. Ở đâu cũng Ở xa cũng chịu. được. Dạ cũng được. Nhưng mà hồi nãy em nói đúng không? Em mở Cà Mau đúng không? Cô ấy ở Sài Gòn ở thành phố được. Sao chị? Em không nghe rõ. Hiện tại bây giờ Hiện tại bây giờ em đang ở thành phố Hồ Chí Minh nè. ok. Rồi cô ấy đã sống có gia đình nhưng mà đã dậy giờ được. Dạ được. Cô ấy đã từng có con được không? Dạ được. Ủa sao dễ như vậy? Dạ đẹp. Rồi ok. Có quan trọng nghề nghiệp gì không? Dạ không, em cũng có yêu cầu gì hết. Ok rồi. Đây là một buổi casting bấm hẹn hò. Nếu mà tụi chị kiếm được người phù hợp sẽ làm việc với em sâu hơn ha. Dạ em cảm ơn. Ok em. Rồi mời anh giới thiệu và họ tên tuổi quê quán công việc của mình nha anh. Nguồn nhân Tuấn,
Huỳnh Văn Tấn hả anh? Dạ đúng rồi. Rồi, anh Tấn sinh năm bao nhiêu? 1994. Ồ, sinh năm 94 hả? Rồi mình để xa xa ra để nhìn thấy rõ mặt nè. À, tuổi tác rồi, quê quán và công việc của mình là gì? Quê Vĩnh Long, công việc em công nhân. Công nhân mà cụ thể là mình làm cái gì? Đi giao hàng á. Ờ. À. Rồi ok, Tấn nói một xíu về bản thân em đi. Những cái điểm mạnh, điểm yếu của em như thế nào? Điểm mạnh là gì? Sao nói được không? Rồi sao mà lời cuộc gọi là gì trời? Chị, người ta ao ra vậy chị? Chị, trời ơi chị. Làm cái gì mà ta nhìn người ta không quá dám nói cái gì, người ta ao ra luôn. Rồi, hủy luôn nha. Hủy. Mày hay quá, mày bây giờ mày mới mở mic mày nói. Trong khi người ta mời thì không bao giờ thấy mở mic lên nói. Không phải, là nhìn mặt thấy sợ không dám nói chuyện. Hay vậy quá. Rồi loại nha. Tao đã nói loại rồi. Tức cái chị nhung dỗi luôn. Cọc ghê ấy. Có mặt nhìn rất là cọc nha. Má thiệt. Đại hỷ lâm môn rồi.